Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình Thành Easy đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Vua Phòng Thủ Monster Defense King nha anh em. Và nếu anh em nào là fan từ game này hãy để lại cho mình một like nha. Và nếu video được 500 like, ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của tựa game Monster Defense King nha. Ok và let's go nào. Và anh em hãy click vào quảng cáo để ủng hộ thêm cho mình, có thêm nhiều cái động lực ra thêm những video hay hơn nữa nhé. Và anh em có thể là qua cái kênh đó chính là kênh Mr. Thành ở đây. Anh em có thể tìm ra từ khóa là MR Thành. Ở bên này sẽ có kênh mới của mình về các video mới về Nexomon, về Royal Defense King, về người que các kiểu khá là hay. Giờ thì chúng ta sẽ vào game và chơi đã. Thì mình sẽ đội à? Đội thì mình sẽ dùng con gì đây nhỉ? Đây mình có con trâu đây. Con trâu này thì nó cũng khá là khỏe. Rustram. Nhưng mà mình không thích bằng cái con kia, 900 nó đắt hơn này. Nó vừa đắt hơn con gấu này. Và nó thì 189 à. Con này thì nó sẽ rất hơn rồi, nâng cấp lên rồi. Con này mình có level 32. Đúng rồi. Có 760 mấy thôi, hết vàng rồi. Giờ chúng ta sẽ vào trong đấu trường nha anh em, quà tặng. Ồ, oh, thêm cái này nữa anh em ạ. Xem quảng cáo 30 lần thì nhận được cái này. Ấy à, hòm vàng à. Không biết hòm bao giờ mình mới nhận được đây. Tiếp theo này. Rồi, chúng ta sẽ được hai con nữa thôi. Hai mảnh của hai con. Nó không quá khỏe. Đội mình thì mới nâng cấp sư tử đúng không? Không phải. Mình cứ tưởng sẽ nâng cấp được sư tử gọi là xịn sò. Nhưng mà sư tử hiện tại mới level bao nhiêu? Sư tử level hơi yếu anh em ạ. Sư tử mà bây giờ lên level bằng bọn kia thì nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Rồi, ok, sẵn sàng. Có đánh nhau với cái này là cái khoai tây chiên. Khoai tây chiên trong kiểu KFC anh em. Rồi đấy rồi, khoai tây chiên lướt ván. Ghê ta. Nó lướt vào cái gói luôn này. Cái gói khoai tây luôn này. Khá là dị. Ok, đánh nhau từ từ. Bị choáng anh em ạ, khó chịu nhỉ. Rồi, chúng ta sẽ có búp lớp giáp ngay bây giờ. Ui giời, khỏe đấy. Khá là trâu. Ui giời, búp lớp giáp cái nhờ. Lên lớp giáp phát. Xong rồi làm gì thì làm. Mình sẽ cộng thêm một thằng ấy nữa. Một phát này chết đi cưng. Bây giờ mình cần thêm một thằng tăng cơ nữa anh em ạ. Chắc chắn mình sẽ cần thêm một thằng tăng cơ. Hay ném bom à. Ui giời, tăng cơ. Tôi cần một tăng cơ lên ngay và luôn. Không mà chúng ta đang gọi đang gặp nguy hiểm rất là lớn. Úi giời, chết rồi. Chúng ta sẽ cần thêm lên đi. Sắp đai rồi nè. Cố lên nào. Hạ nó. Chúng ta có hai cung ở đây. Hay lắm. Và chúng ta đã hạ xong con team này rồi. Không quá khó nhỉ. Yeah. Rồi chúng ta sẽ xem quảng cáo và để nhận ngọc miễn phí thôi. Dĩ nhiên. Thử mình kéo cái này sang bên này đã nhá. Thì mình tắt cái âm thanh của cái video đi. Tốt quá rồi. Họ đồng ý dùng cầu nối để loại bỏ khoảng cách giữa chúng ta. Ok. Những người anh em hợp tác vui vẻ. Cuối cùng cũng có gỗ để làm thuyền rồi. Chúng ta khá là hay, khá là đẹp. Kiếm tiền thôi. Rồi chúng ta sẽ đợi xíu vậy để nó vào vậy. Ok, tắt đi thôi. Tiếp theo phát. Rồi, chúng ta sẽ chơi màn tiếp theo như thế này. Và mình xem mình nâng cấp được cho cái thằng này không. Ồ, nâng cấp được anh em ạ, thoải mái đi. Thăng cấp lên phát. Hiện tại level 29. Sư tử gọi là Lam sư tử với 246, 920 máu. Nói chung là mua con này xong rồi mua thêm một con bắn cung nữa. Mua con tăng cơ ấy. Hoặc là dồn tiền mua con này cũng được. 123 đồng. Khá là đắt đỏ nhờ. Nhưng mà nó gây ra sát thương rất là lớn. Đấy, hợp lý ở chỗ đấy. Nhưng mà vấn đề đầu tiên thì mình sẽ cần phải có tăng cơ trước đã. Không có tăng cơ thì mình cũng không làm gì được. Free này. Ôi trời, tấn công luôn vào nhà mình ạ. Ôi trời, quên không mua. Bó tay luôn ấy. Bó tay rồi. Bây giờ phải đợi thôi. 123 để gọi là mua con sư tử. Con lam sư tử khá đắt, nó khá đắt nhưng mà nó chất lượng. Ui, bị tấn công ngược trở lại anh em ạ, khó chịu nhỉ. 123, rồi đây mua rồi, lam sư tử, ui rồi, khỏe thế nhở, lam sư tử này nó giật xét, ui,
Nhà mình bị nổ rồi anh em ạ. Thử lại thôi. Dĩ nhiên là phải thử lại rồi. Không thử lại không được. Ok, chúng ta sẽ chiến thôi. Bắt đầu vào chiến anh em. Mua lam sư tử. Con này bây giờ cảm giác nó hơi yếu một xíu so với những gì mình gọi là kỳ vọng, đúng không? Cảm giác nó yếu hơn khá nhiều. Từ từ mình lấy con này thêm. Nó sẽ tạo khiêng giáp của mình lên cũng được. Đừng chết, đừng chết, đừng chết, đừng chết nha. Đừng chết nha. Đừng chết nha. Đang búp cái bất khả chiến bại đúng không? Bất khả chiến bại này. Này thì bất khả chiến bại. Rồi chúng ta đang có thêm một vài đồng minh nữa. Chưa chết được. Dĩ nhiên là chưa thể chết được. Có lẽ mình mua thêm cung anh em ạ. Mày nhờ này sư tử này. Tại mình còn đích cần phải mua lam sư tử cơ. Như thế này cũng đã đủ dùng rồi. Mình sẽ mua thêm một thằng tăng cơ nữa ở phía trên. Rồi tăng cơ lên, tăng cơ lên, tăng cơ lên. Đấy, chà chà, làm gì thì làm. Mình sẽ bắn thêm một cái. Ôi rồi, hơi phí rồi. Thật sự là hơi phí phạm rồi, chết. Nó rất mạnh, phải nói là rất rất mạnh luôn ở bên này. Ok, chúng ta nhận được thêm quái vật mới nhưng mà xem quảng cáo các em phát. Hình như mình nhận được thêm một con thần gió thì phải. Mình nhìn hình như sẽ có thần gió. Để xem có phải thần gió hay không nha. Chuẩn bị sẵn sàng anh em. Rồi chúng ta sẽ có thêm một nhân vật mới. Mình sẽ đi tới phòng chờ phát. Mình đang có bao nhiêu tiền ta? 1000 bao nhiêu ấy. Mình phải nâng cấp một này lên. Mình có thêm con này. Con này đội hiếm, con này tên là Star Crown. Nó sẽ giá là 52 năng lượng, 81 công. Phát hiện và hiển thị kẻ thù ẩn nấp trong 10 giây. Star Crown, con này chưa dùng bao giờ cả. Mình thử dùng không anh em? Anh em có nên thử dùng phát không? Và mình thử vào đây thôi, để xem nó như thế nào thôi. Và nâng cấp thì chúng ta có lẽ sẽ nâng cấp một số thứ lên. Nâng cấp à? Có lẽ mình sẽ nâng cấp con này lên đã. Con này đang rất là cần thiết để cho trận chiến mà. Mình hết sạch tiền rồi. Hết sạch luôn tiền rồi. Không có tiền nhiều lắm. State 2.9 này anh em ơi. Sẵn sàng anh em. Chuẩn bị lên đường. Ok. Sẵn sàng, sẵn sàng, sẵn sàng. Đây, 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 đây. Có thể gọi con ghẻ ghẻ xem như thế nào. Mà trước tiên cần con này đã. Không lại thua. 52 à? Level rất là thấp anh em ạ. Ủa. Từ. Mình gọi bọn này đã tính sao nó được cái gọi búp và bất tử trong vòng bao nhiêu giây này cũng hay. Bây giờ tôi sẽ cần thêm một con tăng cơ hay là đoán cung đây. Tăng cơ theo mình nghĩ tăng cơ là hợp lý nhất. Mày chết đi. Ủa ôi bất tử à, búp bất tử hay sao ạ, khó chịu nhỉ. Để đánh nhau nào thế nào đây. Khó ghê. Tôi cần đam anh em ạ, cần đem đam ở trên này. Nó bắt đầu rất là mạnh rồi đấy. Ui, bắn kiểu gì đấy? Bắn mãi không tới luôn, thì đúng là bó tay rồi. Ủa ôi. Nó sử dụng cái kia thì quá mạnh rồi. Búp lên. Thôi trở về cũng được, trở về đi. Trở về nhà đi. Trở về nhà để nó bắn hộ luôn. Đây, ok. Đây là anh em. Đồng nhì. Bắn nhanh lên một chút xíu nữa thì tốt đâu. Ôi, tôi chết mất cái con đấy rồi. Chúng ta tiến tới được rất là sâu đấy. Này thì bắn này. Nào, bút chì của mình vẫn đang gọi là đang khá là cân tim ấy. Không là quả đấy chết teo rồi. Lên anh em, ok. Chết rồi, chết mất hai con rồi. Vỡ mồm rồi. Ở đây này anh em ơi, có khỏe quá hả nhỉ. Chết tiệt. Ui ôi. Từ nha anh em. Nâng cấp lên đã.
Có lẽ tôi phải gọi sư tử thôi. Khó ghê nhỉ. Càng ngày càng khó à. Về đi em ơi. Về đi. Mắc áo. Bình tĩnh. Chúng ta sẽ gọi team của chúng ta đông hơn. Hủy diệt. Sư tử nhỉ? Đang gọi sư tử thôi nhỉ? 123 rồi. Đùa đấy. Đây rồi, sư tử lên rồi. Hãy quáng đỡ đòn một xíu rồi là mình sẽ lên đây được. Về đi. Mình sẽ búp thêm giáp cho sư tử. Rồi, sư tử khỏe mà. Lào quét. Nhưng mà đồng quá. Sư tử cũng không ăn thua luôn. Vãi lều luôn ạ. Sư tử cố gắng hết sức rồi mà không ăn thua. Quân mình ít hơn à. Quân mình ít hơn quân nói anh em ạ. Đây rồi. Tấn công. Đúng rồi. Bổ nó anh em. Cứ cần thêm một sư tử nữa. Chỉ cần sư tử thôi anh em ạ. Cần sư tử. Ôi, sư tử nó vả chết cái nhà luôn. Mình không cần gọi con này ra nhỉ. Con này nó đang khá là yếu. Nhưng mà thôi, chắc là mình sẽ bỏ này ra thôi, không cần con đấy đâu. Tại vì cái game này có vẻ như cũng khá hay nhỉ. Ok, sẵn sàng anh em. Game hay mà, đánh khá thích thú. Rồi, chúng ta sẽ thêm 30 ngọc và thêm mảnh con này. Cho đi phòng chờ xem mình nhận được cái thêm thưởng gì không. Nhiệm vụ này không có hết rồi. Ồ, tất cả nhiệm vụ đều hết rồi á. Xong hết rồi này. Có nghĩa là chúng ta sẽ không được thêm coin nè. Khá là buồn ta. Bây giờ có đấu trường không? Đấu trường để làm gì? Đấu trường để thử thách người dẫn đầu à? Được hòm à? Xếp hạng này, đội này, thử đánh xem. Nazo 2209 yếu hơn mình khá nhiều. Căn cứ mình cấp 1 thôi, 495 công. Ui, sao nó khỏe nhỉ? Công nó khỏe hơn mình em ạ. Nhưng về sức mạnh của đội thì nó sức mạnh của nó yếu hơn mình. Từ anh em để nó gọi ra xong rồi tính sau. Mình sẽ có thể sẽ gọi sư tử ra. Ồ, con gì đây. Từ từ thôi, chúng ta sẽ đánh. Nó gọi ra còn một đống đệ luôn. Con này yếu sao nhỉ? Con đệ này sẽ yếu này. Con gấu con này nhìn trông khá là kinh. Ủa ôi, chết rồi. Ui, hay thế nhở, nó gọi ra còn đống đệ luôn. Nó gọi ra còn con ma kìa anh em. Ô, con ma nó có tác dụng gì vậy? Ui thôi, xong rồi, hay thế. Đấy, hay thế. Gần như là không để đỡ luôn ạ. Được có 500 thôi. Wow, thử xem. Để xem bọn nó công kia như thế nào đã. 300 khỏe lắm ấy, mình còn chưa mở hết ô cơ. Không ăn được luôn ấy. Đánh nhau online không thể đánh được luôn ấy, sợ thật. Chơi đánh boss này và chúng ta sẽ nhận được thêm một cái hòm này. Boss 235 công à. Ghê nhỉ. Ui ôi, 5000 màu. Lizas. Lizas. Đợi thôi anh em. Không biết là liệu rằng có kịp cho sư tử không. Không còn thua luôn. Sẽ không kịp à. Nhưng mà tốn máu quá nhờ.
chết rồi, sắp chết con sư tử rồi anh em ơi. Nó sắp chết sư tử rồi. Nó chưa hồi em kia ra rồi. Vỡ mồm rồi. Không ăn được. Tấn công mạnh quá. Ui ôi, Lizas khỏe quá nhỉ. Làm sao mà tôi có thể thắng được đây? Càng ngày càng khó khăn khi chơi. Lizas chúng ta sẽ nhân đôi công lên xem liệu rằng có đỡ được không. Mình vẫn cần một thằng gọi là tăng cơ ở phía trước, một thằng chuyên thủ. Vẫn cần thằng chuyên thủ anh em ạ. Theo mình nghĩ là như vậy. Combo kết hợp 5-3 nữa thì nghĩa sẽ hợp lý. Cho nó về đấy cũng được, cho quân mình về đấy cũng được. Mình thấy là hợp lý hơn. Cho nó búp gọi là bất khả chiến bại đúng không? Nó cần nhiều tăng anh em ạ, theo mình nghĩa sẽ cần nhiều tăng cơ. Nào, lùi về. Bắn phát này à? Úi dồi, mình biết là con Lizard này thì mình sẽ thắng được. Không biết là con Lizard này mình sẽ không thắng được đâu nha. Đó, điều chắc chắn. Tốt rồi, hay rồi. Lại lùi tiếp à? Thôi lùi cũng được anh em. 5-3 thì nghĩa sẽ tăng công lên thì mình sẽ có thể đỡ được. Ok, có nên mua sư tử cuồng nộ không? Sư tử cuồng nộ quá đắt. Đôi khi đó cái số tiền đấy mình có thể mua được nhiều thứ hơn. Úi trời, vỡ mồm. Úi trời, nó bắn ở đâu đấy nhở? Con nào bắn nhở? Bắn tận trong nhà luôn ạ. Kinh thật, không ăn được. Hiện tại là không ăn nổi cửa đấy. Quá khó luôn, quá khó để đấu lại cái kia. Sợ thật sự luôn. Thử thách là sao? Xếp hạng. Ui hồi ôi, cái gì đây? Cái này hình như là có thể dùng bản mốt được anh em ạ. Thì nó mới mạnh như thế này chứ. Đấu chứ méo được. Không thể đấu được luôn. Vô phòng thủ à. Có rất là nhiều monster khác nhau nha. Để anh em có thể chơi nhá. Nếu mình dùng bản mốt thì nó thành ra lại quá là dễ dàng đúng không? Quá là dễ rồi. Nếu thế thì quá là dễ. Đây mới bắt đầu mở cái này thôi. Game này hiện tại mình đang có khoảng 161 game à, vừa dùng 50 game rồi đúng không? Có legendary ở trong người mà vẫn không ăn thua được, công nhận là khó chơi thật. Cửa này sẽ đấu theo kiểu gì đây? Mình đã nhận hết rồi. Hôm nay là ngày 7 ngày điểm danh. Hôm nay sao không được điểm danh nhỉ? Bó tay luôn đấy. Đây là con ma này anh em. Con ma nhỏ này. Đây là con mới của mình này. Con này đội hiếm này. Rồi, mình có nên đánh lại không ta? Đánh trận Legend thì rất là khó. Rồi, mình sẽ kiếm những cái trận đây, trận này 1 sao, 2 sao thì mình sẽ đánh thành 3 sao, dĩ nhiên. Step cũng khỏe lắm, bọn nó cũng khỏe lắm. Kiếm đủ 3 sao không phải chuyện dễ dàng gì cả. Đây là tôi phải làm sao đây? Làm sao để có thể nhiều coin đây? Nhiều coin để có thể là nâng cấp bọn này lên max level xong rồi. Các kiểu không? Đúng không? Phải nâng max level lên. Những cái thằng lúc nãy là hack, mình đảm bảo nó dùng bằng mốt thì nó mới khỏe như thế. Không mình khỏe thế đấy là được. Ồ, đại tướng quân này. Đại tướng quân mới đánh nhau với bút chì. Sẽ bút như choáng hay cái gì đó. Rồi mình sẽ thêm cái này nữa. Cái này nó không quá khó. Nó sẽ cần khoảng 2. Con này đắt quá. Cái con gọi là tăng cơ này thì đắt quá. Phải nói cực kỳ đắt luôn. Nó cần đam. Cần đam thì sao? Tấn công hết mình này anh em ơi. Đúng rồi, hợp lý không? Rồi xong, chắc chắn sẽ được 3 sao luôn. Yes, hay thế chứ. Sau mấy trận thua sấp mặt rồi, phải có một trận thắng chứ anh em, đúng không? Để chúng ta sẽ xem quảng cáo để nhận ngọc miễn phí. Có ngọc thì chúng ta sẽ nâng cấp được hơn. Nhưng mà nghĩ sẽ cày lâu đấy. Cày rất là lâu nha.
Ok, đợi thôi, chúng ta sẽ đợi ngay giờ thôi. Sẽ có thêm 20 ngọc nữa. Và ok thì chúng ta, à mình còn chưa test cho anh em xem cái con mới ấy như thế nào nhỉ. Mấy trận này mình phải test được, chắc chắn mấy trận này test được. Cho anh em xem hình dáng thật sự của nó như thế nào thôi. Xem nó đánh nhau thế nào, 52 đồng đúng không? Cho anh em xem luôn. Nhưng mà thế mình sẽ không được 3 sao đây con ma này anh em. Bé tí. Đánh nhau con này chắc là nó quật chết. Ê à, đấm nhau với con đấy anh em ạ. Vậy lều thật. Hai con yếu như nhau luôn. Rồi, bọn nó bắt đầu là khỏe hơn rồi đấy. Cẩn thận nhá. Con ma bây giờ mới chết ạ. Kinh đấy, mãi mới chết được. Lại tướng quân. Rồi. Con làm sao cũng khỏe mà. Cưng. Mình sẽ gọi thêm một con level 96 nữa, 96 năng lượng nữa. Loại độ hiếm đỉnh cao rồi. Nó chỉ thua legendary thôi. Con này giống như kiểu epic dạng như vậy. Mình cần thêm một con tanker nữa đi. Rồi thì mình đang gọi là hơi gọi là Sida cùi bắp một chút. Mình gọi thêm một tanker nữa. Rồi, ôi giời. Búp lên. Nhau nào. Tiếp tục nào. Rồi. Đội quân của chúng ta đang gọi là rất là đông. Bắn luôn. Mất khoảng 50% máu. Ôi chỉ được 2 sao kìa. Đấy, gọi con ma là đính chính xác là con ma ra là hơi kiểu cúi bắp. Và rồi thì chúng ta sẽ kết thúc tập này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nha. Bye bye.